Đúng là kinh điển của đạo Phật rất là nhiều. Và thì nói đến kinh Nguyên Thủy đã có rất nhiều các cuốn kinh, các bộ kinh, các bài kinh. Rất là nhiều, đến một cái vị đi xuất gia rồi mà rất ít người có thể đọc hết được cái kinh sách của đạo Phật ấy. Vậy kinh sách này nhiều như thế đó. Còn đạo Thiên Chúa hay là các đạo khác thì hầu như người ta chỉ có một cuốn kinh thôi. Kinh Cựu Ước, Kinh Tân Ước mà gộp lại chỉ bằng một cái cuốn kinh trung bộ của đạo Phật thôi, còn ngắn hơn. Thì những cái các tôn giáo khác người ta có rất ít kinh điển như vậy, vì các vị giáo chủ người ta có cái hạn chế về cái sự giảng dạy. Còn Đức Phật thì có cái trí tuệ vô lượng vô biên, thuyết ra vô lượng những cái giáo pháp, và những cái giáo pháp đó thiết thực hiện tại để cho cái quả ngay tức thì, để cho một cái người trí đến để mà thấy, đến để mà hiểu, mà giác ngộ. Nhưng mà cái kinh điển của đạo Phật lại rất là khó giảng dạy so với lại những cái kinh điển của các tôn giáo khác. Các tôn giáo khác thì người ta chỉ có mấy cái mẩu chuyện, mấy cái sự tích, mấy câu chuyện rồi khơi dậy cái niềm tin để cho mọi người có cái đức tin và tôn sùng cái vị giáo chủ đó. Ngoan đạo, sống một cách ngoan đạo theo những cái lời răn dạy đó thôi. Thì cái việc giảng dạy những cái pháp đó rất là dễ dàng. Ai chỉ cần có cái nhiệm vụ là cái người truyền giáo đó đọc qua cái bài kinh đấy là đều có thể thuyết giảng, giảng dạy được những cái pháp đó. Còn đối với này, tư tưởng hay là kinh điển của đạo Phật thì lại tuy rất là nhiều, kinh điển rất là nhiều, nhưng để một người có thể giảng giải được lại rất là khó. Bởi vì tuy là một bài kinh thôi, nhưng mà Đức Phật nói cả những cái pháp chân đế, cả những cái pháp tục đế, cả những cái pháp thiết thực, nhưng mà cũng có những cái pháp rất là thâm sâu, rất là cao siêu, và rất là khó hiểu, khó thấy để mà giảng dạy được. Nhưng những cái pháp đó cần phải có một cái thời gian rất là dài để cho một cái hành giả đấy, vị đó cần phải học mà trong một cái khoảng thời gian rất là lâu năm, nhiều năm tháng bắt đầu mới thấm nhuần được. Bởi vì cái tư tưởng giáo lý của đạo Phật này quá là rộng lớn, quá là sâu rộng, một người chỉ học một bài kinh thôi hay là học một thời gian thôi vẫn chưa đủ tự tin, bởi vì vẫn còn nhiều cái khuất tất mình chưa có hiểu ra, cho nên là nói ra rất là sợ bị sai với cái pháp của Phật. Nên là phải học rất là nhiều, một thời gian rất là dài, có những cái kiến thức tổng hợp rất là cao rồi thì lúc đấy mới mới có cái sự tự tin và mới có, mới hiểu được pháp. Mà hoặc là một cái người chỉ hiểu pháp trên lý thuyết thôi thì cũng vẫn còn mơ hồ. Nên là một cái người đó mà phải có cả cái sự thực hành nữa, phải có cái sự thấy được các cái pháp đấy nữa, thì đến lúc thuyết giảng thì nó mới có được cái sự tự tin. Còn lại thì ai đọc đến kinh điển của Đức Phật cũng đều thấy rằng là rất là thâm sâu, rất là hay, rất là thiết thực, nhưng mà không 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 dám tự tin cho rằng mình có thể hiểu được cái bài kinh đó. Vì kinh của Đức Phật rất là thâm sâu như vậy, mang cái tư tưởng suốt thế, tất cả những cái bài kinh của Đức Phật như thế đều mang đến cái tư tưởng đó là cái sự tu tập từ thấp, có cái sự tuần tự, có cái sự tu tập từ thấp đến cao, đều hướng vào cái đời sống tu tập về nội tâm, đều hướng đến cái mục đích là đi đến chấm dứt khổ đau, đi đến giải thoát khổ đau. Thì bài kinh nào cũng thế thôi. Dù Đức Phật có dùng rất là nhiều cái phương tiện, cái cách thức để thuyết giảng những cái bài pháp khác nhau, nhưng đều có một cái mục đích chung, đều có một cái tư tưởng thống nhất chung, đó là nói về khổ, nhân sinh ra khổ, về sự thoát khổ và con đường thoát khổ. Mặc dù là có nhiều bài pháp khác nhau nhưng mà đều chung quy ở trong bốn cái pháp đó. Nhưng mà bốn cái pháp đó lại phải thấy được bằng những cái pháp chân đế. Chứ nếu như chỉ hiểu trên cái khái niệm trừu tượng thôi thì nó rất là mơ hồ. Nên là người đấy phải học pháp rất là lâu năm mới giảng được kinh điển là vậy. Còn lại thì do rất là nhiều người có học nhưng mà
Cái sự hiểu nó vẫn còn mơ hồ, và nhất là đối tượng là người nghe pháp nữa. Có những cái vị thì rất là giỏi về cả pháp học hoặc là pháp hành gì đó, có thể thuyết giảng được pháp, nhưng mà những cái đối tượng là những cái hàng tín đồ Phật tử, đại đa số các chùa, nhất là ở Việt Nam chẳng hạn, thì cái nhu cầu về nghe giảng những cái pháp của Phật rất là ít, đa số người ta cái nhu cầu về tín ngưỡng thì nhiều. Thì nhất là dân gian thì người ta chỉ hướng đến cái sự hưởng thụ các cái ngũ dục thế gian, cầu danh lợi, những cái lợi ích thiết thực ở trước mắt. Còn trong khi cái giáo pháp của Đức Phật lại đi ngược lại với thế gian, cái tư tưởng ở trong kinh điển hầu hầu hết là toàn đi ngược lại cái pháp ở đời. Ở đời thì người ta vì cái chạy theo cái lợi ích trước mắt, chạy theo những cái tham dục, người ta thích làm những cái việc nỗi nầm như là sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, chạy theo những cái danh vọng, chức quyền, tài sản, ái tình ở thế gian. Nhưng mà trong giáo pháp của Đức Phật lại toàn cấm cái điều đấy. Tư tưởng giáo pháp của Đức Phật là cấm không sát sinh, trộm cắp, tà dâm, nói dối, uống rượu, rồi là phải ni tham, từ bỏ những cái tham dục sân hận, từ bỏ những cái hưởng thụ dục lạc ở thế gian, và luôn luôn cho rằng cái đời sống chạy theo cái danh lợi sắc tài dục lạc thế gian là hạ liệt, là thấp kém, cái con đường ni dục ni tham đấy mới là cao thượng. Thì cái người đời rất ít người người ta có cái tư tưởng đó, người ta có cái tư tưởng có thể buông xả được những cái tham dục ở đời, mà người ta luôn luôn có cái khuynh hướng là làm sao mình đến chùa nào để mình cầu xin, để tìm kiếm một cái gì đó để mình đạt được những cái đang mong cầu đó, mong cầu hưởng thụ những cái dục lạc thế gian. Những người mà có chí thì người ta biết làm phước, người ta còn tin vào là có cái nhân quả nghiệp báo, còn biết tạo phước. Còn một số người mê tín thì người ta chỉ mong cầu là có Đức Phật hay là thần thánh nào đó có thể ban lộc ban tài trực tiếp cho người ta được càng nhanh càng tốt. Chứ còn bây giờ bảo để mà ngồi nghe pháp thì cũng rất ít người người ta để tâm. Hàng trăm người nghe pháp mới có người để tâm để mà suy xét về cái pháp đấy. Hàng trăm người để tâm suy xét có người mới chấp nhận và hoặc là mới hiểu được cái pháp đấy, rồi mới có người thực hành. Rồi là hàng trăm người thực hành mới có người thành tựu cái pháp thực hành đấy nữa, vì cái pháp Phật đi ngược với cái tư tưởng thế gian một cách tuyệt đối như vậy. Cho nên rằng cái sự thuyết giảng Phật pháp ít hơn các cái tôn giáo khác là vậy. Còn cái tư tưởng của các tôn giáo khác thì người ta sống thuận theo đời, vẫn dạy cho người ta làm những cái việc để người ta hưởng thụ những cái ngũ dục ở đời, vẫn có, chỉ có niềm tin đấy, chứ người ta không có cái pháp đi đến ni dục ni tham, đi đến cái sự tối cao của cái sự giải thoát như tư tưởng của đạo Phật được. Cho nên là cái tư tưởng của đạo Phật rất là khó thuyết giảng, và cũng rất là ít người nghe và có thể hiểu và thực hành được nữa. Vì vậy cho nên là các chùa rất ít giảng kinh pháp Phật là vậy.